Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Fiorentina và câu lạc bộ Bologna. Đây là trận đấu thuộc cúp 3 Italia và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Fiorentina sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Bologna với mức kèo là 0,25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Fiorentina và Bologna, Fiorentina thắng 3 và thua 2 trước Bologna. 5 trận thi đấu gần nhất của Fiorentina, Fiorentina thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Bologna, Bologna cũng thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này, với mức kèo thế này, thì theo nhận định của mình, thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Bologna được chấp 0,25 hoặc là 0,5 nha. Vì sao? Mặc dù trận này Bologna phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Fiorentina thì mình thấy là Bologna họ cũng không thua kém gì Fiorentina đâu. Thứ hai nữa thì nếu như kết thúc 90 phút chính thức, hai đội có một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn Bologna được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần đến làm khách trên sân của Fiorentina trước đây thì mình thấy là đa phần Bologna họ thường có kết quả cũng rất là tốt. Và thời gian gần đây thì cái phong độ của Bologna nó cũng đang khá là ổn định. Ở lượt trận này Bologna họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình đầy đủ nhất nữa, thì biết đâu một lần nữa Bologna họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Fiorentina thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Bologna được chấp ở 90 phút chính thức trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,25, 2,5 và 2 trái. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Thời gian vừa qua, hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng ổn. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và nhiều bàn thắng được ghi. Dự đoán sẽ là hòa 2 đều ở 90 phút hoặc là 2-1 nghiêng về cho Bologna. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài trận này nha. Mới vào trận thì có thể là hai đội sẽ còn thận trọng, dự đoán trận này nó cũng sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh đá tầm 5 đến 10 phút đi, cho kèo tài nó hạ còn từ 2 trái trở xuống, thậm chí là dưới 2, thì lúc đó các bạn hãy nên vào tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đều không thua kém gì đội chủ nhà thì có thể là Bologna họ cũng sẽ không thua đâu. Thậm chí là Bologna mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Bologna kèo đồng nha và đá tài dưới 1. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Bologna và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chọn Bologna đá tài 0,75. Chúc các bạn may mắn.